Em tên là Thu Thảo, hôm nay em 25 tuổi và em là giáo viên dạy tiếng Anh ạ. Thì em tên là Lại Thái Danh, ngày này 24 năm trước thì em cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Nghĩa là hôm nay sinh nhật của bạn. Dạ. Happy birthday. Cảm ơn ạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng. Em là khâu tìm kiếm khách hàng cho vay. Tìm kiếm khách hàng cho vay hả? Dạ. Trời, chúc nhiều người vay lắm nha. Làm ngân hàng thì nhiều rủi ro lắm, cũng giống như cưới vợ thì cũng rủi ro. Theo bạn làm sao để mình chọn vợ đừng rủi ro? Tất nhiên là muốn cũng giống như ngành học của em thôi, thì qua một thời gian phải mình thẩm định, mình xem xét tình hình gia thế, hoàn cảnh gia đình, rồi về mọi thứ về bạn đó thì mình sẽ xác định được bạn đó như thế nào. Mình thẩm định thế nào để tao biết người đó là người mẫu tương lai của mình? Thì mẫu hình của em á là thứ nhất là tóc dài. Chỉ cần tóc dài là em rất là ấn tượng. Tại vì khi mà thấy mái tóc người phụ nữ mà xõa xuống và chảy kia thì thực sự là em cầm lòng không được. Thứ hai là cao từ 1m58 đến 1m65, biết nội trợ. Rồi, để chị hỏi Thảo coi sao. Mình xinh như vậy, không lẽ trong môi trường xung quanh mình không có đối tượng nào theo đuổi sao? Tại sao phải nhờ đến cái tường với anh Quyền Linh? Nếu như là khi vào trường sư phạm, nó là một cái môi trường con trai giống như là một loài động vật quý hiếm vậy đó. Trường thì có 6 thầy và thầy nào cũng có hết luôn à. Nhưng ngoài giờ mình làm trong trường, mình đi ra ngoài, đâu phải mình làm suốt đâu. Và môi trường ngoài cuộc sống nữa thì... chi? Thì nói chung là ở trong trường với nhau thì các chị lớn hơn á, chị nhiều khi các chị cũng hay giới thiệu người nọ người kia, nhưng mà gặp năm lần nào cũng không hợp hay như vậy. Không hợp là không hợp chỗ nào? Bởi vì bạn ấy không cao lắm, thành ra đến ngang tay em là cho họ tự thấy. À, là về chiều cao hả? Là lùn hơn á hả? Là tự họ chạy về hết. Ủa, bên kia cao bao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m70 chị. Được không? Cũng được. Cũng được ha. Nãy giờ bạn nghe giọng nói đó, bạn có ấn tượng gì không? Dạ, giọng nói của bạn rất là dễ thương. Giọng bình thường nó khác, là mấy bữa nay hét nhiều quá, ngày hét mấy tiếng hồ nên nhìn nó vậy đó. Vậy là giọng bạn còn dễ thương hơn nữa anh. Dễ thương hả? Nhưng mà bây giờ em, nếu mà được thì em dự định bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dự định của em thì khoảng 2 năm chị. Như Thảo thì sao? Thảo dự định là... Cũng vậy ạ. Cũng 2 năm. Dạ. Vậy là thấy có những điểm tương đồng rồi. Dạ. Bạn Thảo có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu, sở thích của mình, thói quen của mình hay là những cái ưu điểm gì đó? Nói chung là em nấu ăn không có giỏi lắm, nhưng mà những chuyện như là may vá thì em làm được. Những anh nghĩ này... rằng cô gái bên kia là một trong những hình mẫu của gia đình đấy. Yeah. May vá thiêu thùa. Yeah. Nhưng mà riêng nấu ăn thì không giỏi, từ từ học. Không giỏi thì cũng không sao. Nấu ăn không giỏi thì có thể học anh, không sao hết. Bạn là quê ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Em thì ba em ở Bắc, mẹ em ở Trung. Em sinh ra ở miền Tây và hiện tại đang sống ở miền Đông. Lạ vậy đó. Đâu, hả? Vũng Tàu, nhưng mà mình làm việc trên này chứ hả, đúng không em? Dạ đúng rồi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng tiêu chuẩn lấy vợ, kinh tế em làm thì mình giữ hay là giao cho vợ giữ? Tất nhiên là thể giao cho vợ giữ. Nếu mà vợ biết cách chi tiêu kia thì luôn nhưng luôn em kiểm soát hả? Dạ không, tất nhiên em không kiểm soát rồi. Ví dụ tiền lương, ví dụ lúc đó em lương khoảng 15 triệu thì em đưa cho vợ khoảng 12 triệu, em giữ 3 triệu để chi tiêu về các khoản của em nữa. Rất là dễ thương. Nếu như em suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ rằng đây cũng là một mẫu hình lý tưởng, nhiều cô gái cũng để ý rồi. Nhưng mà sau này ví dụ như lấy nhau kết hôn về là mình ở đâu em? Mình vẫn lập nghiệp ở Sài Gòn hay mình về Vũng Tàu? Dạ thì nếu mà ở Sài Gòn làm ăn tốt thì mình cứ ở Sài Gòn thôi chị. Đúng rồi, ở đâu mà môi trường đầu tư tốt mà phát triển thì mình cứ ở thôi, không quan trọng. Thảo ở đâu có tiền đâu? Có tình em ở Đồng Nai. Rồi bên đây anh nghĩ rằng cũng hợp đó. Bên đây nhưng ba mẹ bạn này cũng là nhà giáo đúng không? Ta là không ở sao, đi. Vấn đề để gặp nhau họ sẽ quyết định điều đó. Ngày xưa giờ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa giờ thì chính thức là 2 mối tình. 2 mối tình. Bạn có những khuyết điểm nào mà bạn cần phải khắc phục khi mà chúng ta đến mối tình thứ 3? Em cũng không rõ nữa, em cũng không biết. Em thấy... Không biết được chính mình luôn hả? Không, em thấy em không... hầu như không có khuyết điểm, chỉ là hơi xấu trai đó. Còn ưu điểm là gì? Ưu điểm của em à? Ưu điểm của em thì nhiều lắm, chơi được thể thao nè, biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè. Một người đàn ông mà không có ưu điểm gì hết, cảm giác như thế nào? Em thấy rằng là biết nấu ăn và biết chăm sóc gia đình như vậy là ưu điểm rồi. Là ưu điểm là phải không? Dạ. Nhưng mà em nói ở Đồng Nai, là Đồng Nai là khúc nào? Đồng Nai rất là rộng. Là cũng ở gần đồng gần Sài Gòn nhất rồi đó. Em thấy được. Chuyện sao địa lý hoài, nó không có quan trọng, nó đâu có sao đâu. Hơn thua là bạn nam có đi được hay không? Em không thích gì, nói luôn để anh biết. Em không thích những người mà cứ bạn gọi ra đi ngay là em không thích. Rồi để anh hỏi bạn gọi đi không nha. Bạn gọi em đi ngay không? Bạn gọi ha anh, tùy vào trường hợp nữa anh. Ví dụ như đang ở cạnh người yêu thì không bao giờ đi anh. Phải không? Chắc chắn mà. Hứa vậy ha? Dạ. Bạn gọi không đi nha. Dạ. Rồi xong rồi đó, nhiêu đó được rồi. Ngoại hình bạn chỉ muốn là người đàn ông cao thôi. Hay là cao bạn có không thích cái điểm nào về của người đàn ông về ngoại hình nữa không? Là đừng có mập mạp và đừng nhìn đừng có nặng nề quá. Đâu, nhiều người lại nó thích đàn ông tròn tròn ôm cho nó sướng. Với em thì em thích người phải gọn gàng tí, nhìn năng động.
Anh đi gọn gàng lắm. Sao chị? Hôm nay là đúng ngày sinh nhật luôn á hả? Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Mình có năng khiếu gì không? Mình thay vì người ta sinh nhật được tặng quà, còn mình sinh nhật mình ví dụ hát bài tặng mọi người chẳng hạn. Em hát dở lắm nha, nhưng mà em cũng sẽ... Đúng rồi, mình sinh nhật mình phải làm gì đặc biệt hơn. Dạ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, một người làm ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Để anh hát cho một cô kia nghe được. Bạn có ngại khi người bạn nữ lớn hơn mình tuổi hơn mình không? Dạ chuyện đó thì không sao hết chị. Tại vì yêu nhau đâu quan trọng tuổi tác vậy. Rồi. Anh thấy cô giáo bên kia rất là chững chạc ha. Bạn đi đây hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Có, em trai. Em trai em đâu? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Vậy em thấy anh bên đó làm sao? Như lúc ấy anh ấy nói đó là không có khuyết điểm gì hết ngoài cái xấu trai. Còn em cũng xin nói anh là chị của em là tính cách rất là chính chắn, nghiêm túc trong mọi quan hệ. Nên là cũng mong anh là tí nữa kéo đèn lên là chúc anh thể hiện được cái sự chính chắn của bản thân. Cảm ơn em. Còn bạn, hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn học đại học của em. Dạ em là bạn thân của Danh. Thì em cũng biết Danh cần một người con gái, và xa hơn nữa là một người vợ mẫu mực. Thì em nghĩ ai còn mẫu mực hơn được một người trong nghề nhà giáo là giáo viên. Dạ. Thì việc tiếp theo là em chỉ chúc Danh may mắn và chờ những nút mà thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy cũng ổn ha, đánh giá hai bên cũng tốt rồi đấy. Dạ. Chúng ta kéo màn lên, hai bạn có thời gian là 2 phút. Nhìn thật kỹ vào mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng bạn. Cảm ơn nhé. Hành giấy mình tự làm nữa. Oh, thank you. Đúng rồi, happy birthday. Cảm ơn ạ. Em thì thường coi bói chỉ tay. Đâu bạn thử xem. Coi bói không? Có, em cũng hay coi bói lắm. Hay coi bói lắm hả? Yeah. Rồi, coi cho đúng đó nha. Tay em mềm. Thôi có yêu được không? Phải là mợ mình không? Em nghĩ bạn nữ này số tốt anh, rất là tốt. Sau này công danh và mọi thứ trong cuộc đời nó đều êm đềm. Gì nữa? Nhưng mà tình duyên không được tốt lắm. Không tốt tao mới tới đây chứ bộ. Bạn sẽ có một đứa con gái và một đứa con trai. Coi vậy cũng như không. Nói em như đúng rồi vậy đó. Dạ thì không em thấy là cũng đúng đó. Coi coi bạn nữ lên lấy chồng làm gì. Cái này em không biết anh. Sau này mình có gì thì mình sẽ ra một buổi hẹn hò khác để mình sẽ coi kỹ hơn những thứ khác nữa. Ủa hẹn hò hay là coi bói? Dạ. Coi bói xong hẹn chị. Rồi bây giờ hết thời gian coi bói nha, tính thời gian nói chuyện với nhau về tình yêu nha. Bạn có gì hỏi mình không? Nhất là tóc bạn rất là tóc bạn dài. Em cảm tình đầu tiên là nhìn màu tóc dài là em thích rồi. Thứ hai là dáng bạn thì cũng rất là chuẩn. Bạn cảm nhận mình thế nào? Thì cũng ổn, một bạn nam cũng là một người của gia đình. Là nhưng mà nhìn cũng chín chắn. Còn có gì hỏi mình nữa không? Quan điểm của bạn về một người chồng thì như thế nào? Thì rất là phải chung thủy. Cái đó thì chắc là mình được, mình rất là ổn. Chân thành và chung thủy thì mình có. Và biết quan tâm mấy con cái. Một câu thật ngọt ngào về tình yêu. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói một câu thật là ngọt ngào nào. Mình cũng bấm nút nha. Mình sẽ đeo, anh sẽ mang đến cho em những cái điều mà tốt nhất em sẽ mong em từng mong đợi. Nhỏ hơn ta tuổi mà kêu anh. Không sao anh. Nghĩ sao, ví dụ như nhỏ hơn tuổi rồi kêu anh có gì không? Dạ không, trong không. Tình yêu đâu có quan niệm tuổi tác anh. Yêu là con trai là anh. Dạ đúng rồi. Nữ là em đúng không? Dạ. 5, 6 tuổi, 10 tuổi cũng kêu bằng em hết. Dạ. Phải không? Dạ phải. Trời ơi, được. Bạn nữ sẽ hứa gì với bạn nam? Nếu như mà là một người bạn trai và một người chồng của em trong tương lai thì chắc chắn cái sự nỗ lực hết sức mình của em để đem lại hạnh phúc gia đình đó là điều em hứa. Rồi, hết giờ. Đây, đặt tay vào nút nha, suy nghĩ rồi chúng ta quyết định xem có bấm nút hay không. Nút đâu anh? Đấy. Em đếm hay anh đếm? Tự đếm luôn đi. 1 2 3. Hết thời gian. Sao vậy bạn? Vì
Con gái khi mà lớn tuổi hơn thì cái mặt thường nó già hơn, nhất là nếu sau khi mà sinh nở hay khi làm mẹ rồi thì nó lại càng già nữa. Như vậy nó rất là cọc cạch, khó mà có thể cân xứng khi đi cùng nhau. Anh nghĩ rằng cân xứng đấy chứ, một tuổi không là gì cả. Tại vì cái mặt của em bẩm sinh nó đã già hơn tuổi rồi. Anh rất là bất ngờ về việc đó, bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng đã đồng quan điểm với nhau, rất là dễ thương. Em cũng rất là tiếc vì bạn nam hôm nay với tính cách cũng như về công việc, về nghề nghiệp, về mọi thứ rất là hợp với em. Bạn có khó không khi mà suy nghĩ không bấm nút? Rất là khó. Thì cảm thấy rất là buồn vì khi nghe cái bức rèm thì với những gì bạn nam thể hiện về quan điểm cũng như về cách sống và lối suy nghĩ rất là hợp với em. Bạn nam cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy thì chưa có đến duyên được với nhau thì làm bạn hay gì, không sao hết. Dạ. Biết đâu lại cho chương trình lại chưa được nhưng mà sau này lại được thì sao vậy? À, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Chúc hai bạn sẽ có được nhiều niềm vui và sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. 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 Cảm ơn hai bạn. Game show 43 năm tuổi đời tại Nhật Bản đã đến Việt Nam. 4 người chơi, 4 màu sắc, nơi mà kiến thức là quan trọng. Hôm nay em sẽ không còn hài hước nữa đâu, kiến thức của em sẽ tràn đầy ra. Nhưng quyết định thắng thua là ở bàn cờ này. Mời anh chọn số. Số 24. Ây cha. Ây cha. Chọn 14. Anh quá sợ hãi. Bây giờ anh muốn chạy ùa về nhà để ôm mẹ. Đại chiến tứ sắc Attack 25. Đón xem Đại chiến tứ sắc Attack 25 phát sóng lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2019.